giờ bắt đầu chứa từ câu A nha. Các em làm ra ra chưa? Đã nghĩ ra hướng giải ra chưa? Ra này. Ra thầy gọi đây là hệ nguyên số 1 này. Hệ số 2. Thì đầu tiên các em tìm điều kiện nhé là gì đây? X lớn hơn mấy? À, điều kiện đầu tiên là x lớn bằng 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải biến đổi nó đi đúng không? Ra chú ý này. Nếu mà ở phương trình 2 mà ta làm ấy, người ta sẽ thực hiện bình phương nó lên thì lúc đó tự nhiên mình xuất hiện cái y bình phương đúng không? Thì ở đây nó hơi lằng nhằng một tí, vậy thì thầy sẽ sử dụng phương trình 1 nhé. Phương trình 1 của mình thầy sẽ viết lại là thành 1 này. Thầy viết lại nó thành 3x bình trừ đi. Thì em thấy này, ở đây có x bình này, y bình này, ở đây có trừ 7x y này cộng x trừ 2y, như vậy thầy sẽ nhóm cộng với thầy nhóm y ra nhá. 1 cộng với 7y nhóm x ra cộng với 2y bình trừ 2y bằng 0. Và thầy coi nó là một cái phương trình bậc 2 dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0 với y đóng vai trò như là một cái tham số. Được chưa? Hình như chưa? Vậy thì khi đó ta có này, phương trình này thì chúng ta sẽ giải một cái phương trình bậc 2. Ta sẽ xét delta nó chính bằng 1 cộng là 1 trừ 7y. 1 trừ đi 7y. Tất cả bình phương trừ đi 4 AC đúng không? Sẽ 4 này nhân 3 C nó chính là 2y bình trừ 2y bằng 0. Rồi bây giờ ta biến đổi cái này ra cho thầy thế nào. Đây sẽ là 1 trừ đi 14 lần y cộng với 49 y bình. Trừ đi 12 đúng không? 12 nhân với y bình thì nhân với 2 y bình thì mình trừ 24 y bình. Trừ 12 nhân với trừ 2 thì cộng 24 y. Các em biến đổi tiếp. Thì được 49 y bình trừ đi 24 y bình thì còn được 25 y bình. Trừ 14 y cộng với 24 y thì nó thành là 10 y. Và cộng 1. Thì các em nhìn thấy đây là hàm đẳng thức đúng không? Được chưa? Đây chúng ta chính là hàm đẳng thức này. Và nó sẽ là 5 y cộng 1 tất cả bình phương. Thì ta thấy cái này luôn như nào? Lớn hơn không? Vậy thì cái phương trình này nó sẽ có hai nghiệm. Ở đây các em chú ý này, vì điều kiện ban đầu chúng ta là x đã lớn hơn bằng 2 đúng không? Đây, điều kiện chúng ta là x sẽ lớn hơn bằng 2 này. Vậy thì điều kiện, khi đó cái delta ở đây chúng ta sẽ có là 5y cộng 1 tất cả bình phương. Lớn hơn không? À, vậy thì khi đó phương trình này chúng ta sẽ có hai nghiệm, lần lượt là x chính bằng trừ b cộng căn delta đúng không? Sẽ là trừ mở ngoặc 1 trừ 7y cộng với căn delta nó là 5y cộng 1 trên 6 đúng không ạ? Và x bằng trừ 1 trừ 7y trừ đi 5y cộng 1 trên 6.
Đấy, chúng ta rút gọn cả hai này ra tương đương nó bằng cái gì? Nào, điểm thứ nhất chúng ta là trừ, điểm thứ nhất của ta là 12y này, 12y trên 6 đúng không, với kết quả là bằng 2y. Nghiệm thứ hai là 2y trừ 2 nhá. Hai y trừ hai trên 6 thì x chính bằng y trừ hai trên 3. Đấy, chúng ta có hai nghiệm. Đây, sao? Hai sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ phải giải từng trường hợp một. Với sao thì thay vào hai đúng không? Với x bằng 2y, ta có, chúng ta sẽ thay bằng 2 nhé, x bằng 2y thì nó sẽ là căn của 2y trừ 2 cộng 2y bằng 2. À, đến đây ta về một cái phương trình chứa ẩn dưới dấu căn cơ bản nhất rồi, là căn 2y trừ 2 bằng 2 trừ 2y, ta bình phương lên thôi, tương đương điều kiện y của ta phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 nha. Cái bình phương lên thì ta được đó là 2y trừ 2 bằng 4 trừ đi 8y cộng 4y bình. Vậy này nó sẽ tương đương là y nhỏ bằng 1 này. Ta chuyển vế sang đến đây sẽ là 4y bình này, trừ đi 10y cộng 6 bằng 0. Tương đương y nhỏ hơn bằng 1. Nào, vậy thì phương trình chúng ta ra nghiệm của phương trình này là bao nhiêu? Nhìn mình có nghiệm không? Y bằng 1 và hoặc y bằng 3 phần 2. Nó có loại nghiệm nào không? Ta nhớ xét theo điều kiện nhé. Có chứ, đây điều kiện của mình là nhỏ bằng 1 thôi mà. Vậy thì 3 phần 2 loại đúng không? Y bằng 1 phần 2 là thỏa, y bằng 1 là thỏa mãn. Vậy với y bằng 1 thì suy ra x bằng 2 đúng không? Đấy, ta có một cảm nghiệm rồi. Được chưa? Nào, xét trường hợp thứ hai. Trường hợp 2 là x với x bằng y trừ 2 trên 3. À, tương đương ta sẽ rút ra để rút y theo x cũng được, mà x theo y cũng được. Ở đây thầy rút theo y nhá. Y sẽ bằng là 3x cộng 2. Được chưa?
Vậy như vậy ta có, ta không thay vào 2, như vậy ta có này. Căn của x trừ 2 cộng với 2y sẽ là cộng với 2 nhân 3x cộng 2 bằng 2, tương đương với căn của x trừ y trừ 2 cộng với 6x cộng 4 bằng 2. À, tương đương với căn của x trừ 2 bằng, cái này sẽ là trừ 6x trừ 2 không? Bây giờ các em giải nốt cái phương trình này cho thầy nhá. Thầy có tí việc phải lên. Phương trình vô nghiệm à? Nào, cái này nó tương đương là x sẽ phải nhỏ bằng mấy? Ở đây ta thấy x, điều kiện của x nó có, nó sẽ phải lớn hơn là không, mà cái x này sẽ nhỏ nó bằng trừ 1/3 đúng không? Thì chắc chắn khẳng định phương trình vô nghiệm, vì điều kiện ban đầu của ta là x phải lớn hơn mấy rồi? X vừa lớn hơn À, 2. à, không. À, vậy thì kết luận luôn là phương trình vô nghiệm. Được. À, đến đây ta kết luận này, vậy nghiệm của hệ phương trình là 2 và 1 đúng không? Dạ, vừa nãy chúng ta giải là 2 và 1. Rồi, x bằng 2, y bằng 1. Dạ. À, bây giờ các em làm tiếp cho thầy B này. Ta làm tiếp cho thầy B này. B là hệ phương trình liên quan đến hệ phương trình lượng giác. Nào, bây giờ chứa thử xem nha. Thì B này, phương trình của ta là sin x bằng 3 cos y, cos x bằng 4 sin y trừ 5. Này tương đương nhá, thì bình phương lên thì nó sẽ là gì? Sin bình x bằng 9 cos bình y. Cos bình x bằng 4 lần sin y trừ 5 tất cả bình phương. À, không, cộng vế lại ta thì ta được là sin bình cộng cos bình nó bằng 1 đúng không? 1 sẽ bằng này 9 cos bình y cộng với 16 sin bình y. À, trừ đi 40 đúng không? Sin y cộng 25. À, tương đương với, thì ở đây mình sẽ đổi sang sin để đưa về phương trình bậc 2 đúng không? 1 bằng này 9 trừ đi 9 lần sin bình y cộng 16 sin bình y trừ 40 sin y cộng 25. Đấy, này tương đương với, chúng ta rút gọn luôn nhá, 10 trừ 9 cộng với 16 nó còn là 7 sin bình y này, được chưa? Trừ đi 40 sin y hai năm này, tám là đi 34 bằng 0. Giải phương trình này ra ta được nghiệm sin x bằng bao nhiêu? À, sin y bằng bao nhiêu? Nào, em tính ra được sin y bằng bao nhiêu?
Ba tư. 33 À ừ, 33 nhầm, 33 rồi. Đây 33. chứ đấy. Ra 1 với cả 33 phần À đúng 7. rồi, 33, 1 với 33 phần 7. Có loại nhầm nào không? Có loại nhầm Lại nào cho ra không? Đúng rồi, 33 phần 7 lớn hơn 1 rồi. Vậy thì sini bằng 1 thì với sini bằng 1 này. Thì tương đương y của tao bao nhiêu? bằng pi trên 2 cộng k hai pi. Y bằng pi trên 2 cộng k hai pi. Pi trên 2 cộng k hai pi. Rồi. Vậy từ đây ta suy ra x thôi. Được chưa? Sin y bằng pi trên 2 cộng k hai pi thì ta thay vào phải hệ phương trình. Như vậy thì ta có này. Thứ nhất là sin x bằng sin pi, cos pi trên 2 thì nó bằng gì? Không đúng không? Còn cos x bằng 4 lần sin y. Thế tức là 4 trừ 1, cái này bằng trừ 1 đúng không? Vậy thì từ đây ta suy ra x bằng bao nhiêu? X bằng bao nhiêu? Bằng Cái này bằng trừ 1, chú ý nhé. Cos x bằng trừ 1, sin x bằng 0. Nó bằng trừ pi cộng k 2 pi. Được chưa? Nghiệm của ta thì cuối cùng là x lần pi cộng k 2 pi. Vậy nghiệm của hệ phương trình sẽ là x bằng pi cộng, à nhớ ở đây là ghi k nhá, ở đến này ta sẽ ghi đổi sang cái số khác đi nhá, không ghi là k nữa mà ghi là h cũng được nhá. Thầy H sao lại lấy là pi cộng k hay pi thầy? hả? Sao lại lấy là pi cộng k hay pi thầy? Pi bằng k 2 pi thì có phải cốt của pi bằng trừ 1 đúng không? Ừ. Thì trừ 1 cộng k 2 pi cộng h 2 pi. Và y Thế bằng cái pi sinh sin sin x bằng 0 thì hiển nhiên nó luôn bằng 0 còn gì nữa. Cứ góc pi này thì kể cả bằng 0, nó bằng 0 mà x bằng pi thì nó bằng 0 còn gì nữa. Với k h thuộc z. Được chưa? Đấy, đấy là nghiệm của phương trình này. Nào làm được IA chưa? Em làm được IA to là chưa? Chưa à? Ô, quên hết cấp số cộng rồi à? À, ba góc của một tam giác lập thành một cấp số cộng. Biết rằng số hạng thứ ba gấp 3 lần số hạng đầu. Thì IA này. Thầy sẽ gọi cấp số cộng đúng không? Gọi x d lần lượt là số hạng đầu và d gọi là gì? Công sai đúng không? Của cấp số cộng. Thế chúng ta từ cái dữ kiện bài toán này, thứ nhất này, ba góc trong của tam giác thì tổng ba góc này bằng bao nhiêu độ? À, ba góc trong của tam giác thì tổng bằng bao nhiêu độ? Đầu tiên là số hạng góc thứ nhất là x, thì góc thứ hai là sẽ phải là x cộng gì? Cộng d. Góc thứ ba sẽ là x cộng 2d. Tổng ba góc này bằng bao nhiêu độ? 180. Ồ chứ. 80. Ồ. Tiếp theo này, số hạng thứ ba gấp 3 lần số hạng đầu, tức là x cộng 2d sẽ bằng mấy lần x? 3x. Ồ, có giải được hệ phương trình này không? Hệ phương trình này có gì đâu mà không giải được. Nào, cộng x vào sẽ là 3x này, cộng với 3d đúng không?
180 này. Bao nhiêu này trừ 2x cộng 2d thì bằng 0 này. Giải hệ phương trình này dễ quá gì nữa, x cộng d bằng 60 và trừ x cộng d bằng 0. À, nghiệm của ta bằng bao nhiêu? Nào, giải ra nghiệm x bằng mấy và d bằng bao nhiêu? Nè, x bằng 30 và d cũng bằng bao nhiêu? 30 đúng không? Ở đây là 30 độ nhá. Dạ. À, với đây thì đến đây ta giải ra luôn rồi thì đến đây hãy tính các góc của tam giác, một góc bằng 30 độ, góc tiếp theo bao nhiêu độ? Vậy các góc của tam giác lần lượt là 30 này, 60, bao nhiêu nữa? 90 đúng không? Thấy chưa? Nào, làm tiếp cho thầy IB nào. Bốn góc trong một tứ giác lồi lập thành một cấp số nhân với công bội là một số nguyên dương và hiệu của hai số hạng là bằng 18, hiệu số hạng thứ hai và số hạng đầu bằng 18. Hãy tính các góc của tứ giác. Đấy, suy nghĩ tiếp thế nào. Hai câu nó cứ tương tự nhau thôi. À, ý B nào. Rồi. A nhá. A Q lần lượt là số hạng đầu. Và công sai nói công bội của cấp số nhân. À, như vậy thì ta có này x này cộng với x nhân gì, nhân d cộng với x nhân d mũ 2 và cộng với x nhân d mũ 3 bằng bao nhiêu? Có quy à thầy? À nhầm, này là nghi quy ở dưới hình đi. Quy quy mô 2 này, quy mô 3 này, được chưa? Thứ hai là dữ kiện thứ hai là hiệu giữa số hạng thứ hai và số hạng đầu bằng 18 độ. Số hạng thứ hai là x nhân q trừ đi x thì nó bằng bao nhiêu? 18 đúng không? À, phương trình 1 thì ta thấy con nhân tử chung là x, trong mà còn 1 cộng q cộng với q bình cộng q mũ 3 bằng 360. Thứ hai là thì nó là x nhân q trừ 1 bằng 18. Chưa? Thế thì ta chia cả tử và mẫu cho chia cả hai vế của phương trình 1 và phương trình 2 như nhau nhá. À, thì ta có này 1 cộng q cộng với q bình
cộng quy mũ 3 trên quy trừ 1 bằng 360 chia cho 18 thì bằng bao nhiêu? À, 360 chia 18 là bao nhiêu? 20. À. Rồi mình đã giải cái công trình này ra cho thầy. Tương đương là quy mũ 3 cộng quy bình cộng quy cộng 1 bằng 20 quy trừ 20 đúng không? Sẽ là quy mũ 3 cộng quy bình cộng quy cộng à, chuyển mấy ra rút gọn luôn nhá. Cái này sẽ còn là trừ 19 quy đúng không? Trừ 19 quy cộng 21 bằng 0 nào. Nghiệm quy bằng bao nhiêu? Ra giải thêm nghiệm quy bằng bao nhiêu? 3 trên 1 phẩy mấy thôi. 3 1 phẩy mấy à? Xấu thế cơ. Có một nghiệm là 3, một nghiệm là 1,316 bao nhiêu đấy, xong một nghiệm là trừ 5,3 bao nhiêu. Quy bằng 3 thỏa mãn đúng không? Còn hai nghiệm quy kia, bởi vì theo đề là công bội của mình công bội của mình nó mà là một số nguyên đúng không, thì quy bằng 3 là thỏa mãn. Còn nghiệm quy còn lại cái loại nhá, nghiệm quy còn lại kia nó chính là 2 cộng trừ căn của 11 nhá, cái này nó không thuộc z là loại nhá. Các em tự giải nhá. Bây giờ tìm được quy rồi thì bây giờ mình chỉ việc tìm cái gì nữa, có quy rồi tìm cái gì nữa. X, vậy thì quy bằng cái này thì suy ra x bằng bao nhiêu? Gọi A để viết x. Thì sửa lại từ đây nhá. Sửa lại này thành x nhá. Nhá, nào, x của ta bằng bao nhiêu? Vậy suy ra x bằng quy bằng 3 thay vào phương trình 2 này này. 9 đúng không? Chưa? Vậy x bằng 9 không? Vậy số đo của các góc là số đo của các góc lần lượt là 9 này bao nhiêu? 27 bao nhiêu nữa? 81 đúng không? Và bằng bao nhiêu nữa? 243. 243. Rồi. Rồi chúng ta ra chơi nhá. Suy nghĩ làm nốt IC thầy nhá. À, IC nhá. IC của bài này không khó như các bài trước chúng ta gặp đâu. Cho dãy số UN xác định bởi U1 bằng 2, UN cộng 1 bằng UN cộng 2N với mọi N thuộc tập hợp số tự nhiên, N lớn bằng 1. Biết rằng số hạng tổng quát UN bằng AN bình cộng BN cộng C. Hãy tìm ABC và tính tổng sigma từ K bằng 1 đến 2020 của 1 trên UK cộng 4K. Thì ta biết là theo bài ra ta có UN này bằng AN bình cộng với BN cộng C. Các em sẽ thay vào cái phương trình, thay vào cái tổng quát này. Như vậy thì ta có này UN cộng 1 bằng UN đúng không, cộng 2N thì nó sẽ tương đương với
Vì mình có số hạng tổng quát là AN bình cộng BN cộng CN đúng không? Thì nó sẽ là A nhân N cộng 1 tất cả bình phương cộng B nhân N cộng 1 tất cả bình phương cộng C, và nó bằng UN thì nó bằng AN bình cộng BN cộng C cộng với 2N. Thì đây ta thấy C với C giảm ngược hết. Vậy thì biến đổi cái phương trình này đi. Ta được này, A nhân N cộng 1 tất cả bình cộng B nhân N cộng 1 tất cả bình bằng. Ta chuyển vế luôn nhé. Trừ AN bình trừ đi B cộng 2N bằng 0. Để ta khai triển này ra thôi, sẽ là A nhân với N bình cộng 2N cộng 1 bình. À, xin lỗi, ở đây cái này không phải là BN bình đấy nhé, nhầm, chỉ có BN thôi. Cộng với BN cộng B trừ AN bình trừ đi B cộng 2N bằng 0. À, rút gọn nhanh nè. Phá hoặc ra AN trừ AN bình, AN bình trừ AN bình hết. 2AN cộng A cộng BN cộng B. Trừ đi B cộng 2N bằng 0. À, tương đương. Ta nhóm nó lại với nhau đúng không? Để B nhé. Những số hạng chứa N nhóm lại với nhau. Cái này thành ghi lại thành thành trừ B N trừ 2N đi. Đó, rõ ra. Thế BN với trừ BN hết. Ta chỉ còn là 2AN trừ N. Vậy thì sẽ viết thành 2 nhân A trừ 1N cộng với A cộng B bằng 0. Được chưa? Như vậy thì ta thấy tổng cái này vì n của ta là số số tự nhiên này. Vậy thì lúc này ta sẽ đồng nhất hệ số nó lên nhá. Tương này nó sẽ tương đương này. Đấy, các em chú ý này vì đẳng thức đúng với mọi n. Nên ta suy ra là a trừ 1 phải bằng 0 và a cộng b cũng phải bằng 0. Vậy thì ta sẽ tính được a bằng 1 và b bằng trừ 1. Yeah. Như vậy thì đây ta có này. Vậy suy ra này. UN của ta chính bằng N bình trừ N. Cộng C. Yeah. UN bằng N bình trừ N cộng C. Và ta nhớ này. Theo bài ra thì người ta cho biết là U1 đúng không? U1 thì bằng 2 đúng chưa? U1 bằng 2 ứng với N bằng 1. Mà U1 thì bằng 2. Như vậy ta có thay 1 vào đây nhá, sẽ là 1 trừ 1 hết thì C chính bằng 2. Vậy UN của ta nó chính bằng là N bình trừ N
cộng 2. Đấy, xong cái đầu tiên. Bây giờ chúng ta đi tiếp cái tiếp theo. Đó là tính tổng của tổng của k bằng 1 đến 2020 của 1 trên uk cộng 4k đúng không? Đấy, chúng ta tính tổng cái này nha. Bây giờ ta tìm được UN bằng N bình trừ N cộng 2 đúng không? Vậy thì theo bài ra ta có UK này. UK cộng 4K. Thì ta thay vào. Bây giờ nó thay bằng K nhé. Sẽ là K bình trừ đi K cộng 2 cộng 4K. Rút gọn đi sẽ là K bình trừ đi 3K cộng 2. Cái này dễ quá, cái này nó ta phân tích ra nó thành tích như sau, bằng k trừ 1 nhân k trừ 2. Rồi bây giờ ta xét đến tổng 1 trên uk cộng 4k thì nó chính bằng 1 trên k trừ 1 nhân k trừ 2. Cái này ta sẽ tách ra thành một cái tích, một cái hiệu đúng không? Nó sẽ là 1 trên k trừ 2 trừ 1 trên k trừ 1. Tách ra thành cái hiệu như này. Cái bước tách này người có những một số bài thầy đã hướng dẫn cách tách thì nhá, còn nếu không cái này các em chỉ cần nhẩm nó được, vì cái tách này nó không quá phức tạp đâu, được chưa? Từ từ nào, như thầy đây biến đổi nhầm, đây là cộng 3k nhá, thầy ghi thì trừ 3k rồi, cộng 3k nhá, cộng 3k thì nghiệm của ta là trừ 1 trừ 2, cái này đổi thành dấu cộng này, cái đổi thành dấu cộng, thế thì tách ra nó kết quả nó sẽ khác một chút, sẽ là 1 trên k cộng 2 nó sẽ đảo lại 1 trên k cộng 1 nhé, 1 trên k cộng 1 trừ 1 trên k cộng 2. Nhầm một chút. Ok, vậy thì tổng của ta từ từ 1 đến 2021. Vậy thì xét này. Tổng của K bằng 1 đến 2020 của 1 trên UK cộng 4K thì nó chính bằng tổng sigma từ K bằng 1 cho đến 2020 của 1 trên k cộng 1 trừ 1 trên k cộng 2. Và cái tổng sigma này nó lần lượt sẽ bằng này. Đầu tiên là 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Tiếp theo là 1 phần cộng với 1 phần 3 trừ 1 phần 4. Đúng không? Vân vân. Cộng vân vân cho đến 1 trên 2019 trừ đi 1 trên 2020. Chưa? Nào, hiểu cái bước biến đổi này chưa? Thế đến đây cái tổng này nó sẽ bằng cái gì nào? Nào, đến đây cái tổng này nó chỉ bằng cái gì thôi?
1 trên 2000 từ từ nhỉ? 19, cái này k của ta cộng 1 nữa thì nó sẽ cộng tiếp này. Cộng tiếp 1 trên 2020 này. Hồi đến đây thấy luôn cái kết quả cùng ở đây nhá, nó sẽ là 1 trên 2021 cộng với 2022. Vì k của ta bằng đến 2020 mà. Được chưa? Vậy kết quả của ta ở đây nó chỉ bằng 1 phần 2 trừ đi 1 trên 2022. Đấy, các em rút gọn đi thì nó nào, phân số của ta sẽ được bằng bao nhiêu? Cái này rút gọn đi thì ta được là 505 phần 1001, 1011, đúng chưa? Đấy, ta tính được tổng đấy. Nào, trong cái bài IC này có thắc mắc gì không nào? Các em có thắc mắc gì ở IC không? Không. Ok. Đấy, chúng ta chuyển tiếp sang câu tiếp theo nhá. Nào, em nghĩ ra cách giải bài này chưa? Gia nghĩ ra cách giải chưa? Nào, nhắc lại một chút nhá. Ở đây này, trong Gia chúng ta sẽ băn khoăn ở cái điều kiện này đúng không? Nhưng mà chúng ta nhớ này, cái điều kiện này trong sách giáo khoa chúng ta có một cái điều, có một cái tính chất rất là hay ở trong sách giáo khoa, đó là gì? C0 của N cộng C1N cộng C2N cộng vân vân cộng đến CN của N thì nó bằng 2N nhá. Cái này là tính chất trong sách giáo khoa nhá, nhớ chưa? Thế cái bài của ta ở đây nó là C1, C2, C1 của N, C2 của N, C3 của N vân vân đến CN trừ 1 của N. Tức là nó khuyết mất là C0 của N và CN của N, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì nếu khuyết thì mình thêm nó vào. Thì thầy sẽ thêm là C1 của N này cộng C2 của N cộng C3 của N cộng vân vân cộng CN của N trừ 1 đến N. Thì thầy sẽ thêm vào này, thì nó sẽ thêm vào C0 của N cộng C1 của N cộng C2 của N cộng vân vân cộng C3 của N cộng vân vân cộng với CN trừ 1 N thì đến CN, đúng không? CN của N. Vì thầy thêm ở đấy là C0 của N và CN của N vào rồi. Mà ta biết là C0 của N bằng 1 và CN của N thì nó cũng bằng 1. Vậy đi. Thầy tức là thầy thêm vào 2 đúng không? Thầy thêm vào 2 thì phải bớt đi 2. À, vậy thì ta thấy cả cái tổng này theo tính chất thì nó chính bằng 2N trừ 2. Đúng chưa? Đấy, từ cái giấy bắt đầu thì mình đổi như vậy. Mà theo giả thiết thì ta có là tổng C1 của N cộng C2 của N cộng C3 của N cộng đến CN trừ 1 của N bằng 1022, đúng không? Như vậy thì đây ta có này, ta có là 2N trừ 2 nó sẽ chính bằng 1022. Giải cái phương trình này ra, 2N nó chính bằng 1024. À, vậy thì tức là 2N thì bằng 2 mũ mấy đây? 2 mũ mấy thì bằng 2024. Nào, tính như nào? 2 mũ mấy thì bằng 1024. 2 mũ mấy nhỉ? 2 mũ bao nhiêu? 2 mũ 10 đúng không? 2 mũ 10. À, vậy thì tương đương N của ta bằng mấy? N bằng 10. À, bây giờ nó hỏi là trong khai triển x cộng 2 mũ n hệ số của x mũ 6. Nào, ta xét này, x cộng 2 mũ 10. Nào, tổng sigma từ k bằng 0 cho đến 10 đúng không? Của c k của 10
nhân x mũ a trừ 1. Được chưa? Nhân 2 mũ k. Đấy, thầy viết tổng sigma bằng k bằng 0 đến 10 của 2 mũ k nhá, nhân ck của 10 nhá, nhân x mũ k trừ 1. Nào, vậy đây mình cần tìm hệ số của x mũ 6 đúng không? Được chưa? Nào, vậy thì hệ số của x mũ 6 như vậy ta có này, ta có này, à thế này nhầm ở đây đây, thầy nhầm ở đây đây, phải là không phải k trừ 1 mà là 10 trừ k là nào, thế nhầm ở đâu, đây là 10 trừ k nhé. Vậy thì ta có số hạng tổng quát sẽ là 2k, 2 mũ k nhân ck của 10 nhân x mũ 10 trừ k. Chưa? Vậy thì ta nhớ là vì đây là hệ số x mũ 6 đúng không? Như vậy thì khi đó cho này, x mũ 10 trừ k thì bằng x mũ 6 thì tương đương là 10 trừ k phải bằng 6. Vậy k của ta nó sẽ phải bằng mấy? 4 đúng không? Với k bằng 4 thì khi đó ta có hệ số của x mũ 6 là 2 mũ 4 nhân C2 của 10, à C4 của 10. Được chưa? Thì đây chính là hệ số của x mũ 6. Là hiểu cách làm bài này chưa? Rồi rồi ạ. Ok. Rồi, suy nghĩ làm ý B nào. P, ý B người ta ký hiệu PN là hoán vị nhá. Nên là P1, P2, P3, P4, P5 cho đến P2020 là hoán vị của 1, của 2 cho đến hoán vị của 2020 nhá. Tổng các cái hoán vị này. À, suy nghĩ làm ý B nào. Nào, đang làm ý B nhá. À, trước khi làm ý B chúng ta cần nhắc lại một chút về khái niệm chia hết này. À, nếu A mà chia hết cho một số C, B mà chia hết cho số C này, thì từ đây ta suy ra tổng A cộng B cũng chia hết cho C, đúng không? Đấy, đấy là một khái niệm cơ bản. Cái này chúng ta học ở lớp 6 rồi. Thế bây giờ chúng ta chú ý này, trong cái tổng P1 cộng P2 cộng P3 cộng P4 cộng P5 cho đến cộng với P của 2020 thì chúng ta có nhận thấy một chút này, P1 thì chắc chắn sẽ không thể chia hết cho 9 nữa đúng không? Được chưa? P1 không chia hết cho 9, P2 của ta thì bằng 2 nhân 1 thì hiển nhiên số này cũng không chia hết cho 9 rồi. P3 cũng tương tự, bằng 3 nhân 2 nhân 1, số này không chia hết cho 9. P4 thì bằng 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1, cái này cũng không chia cho 9. Được chưa? P5 này cũng bằng 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1, số này cũng không chia cho 9. Đấy, nhưng mà yêu cầu người ta yêu cầu tính tổng này phải chia cho 9 cơ. Thế chúng ta làm thế nào? Để ta kiểm tra đến P6 này. P6 thì nó sẽ có dạng là 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. À, thằng này chia cho 9. Thằng này chia cho 9.
Thằng này hiển nhiên chia cho 9 này. Chỉ có bắt đầu từ P6 đi là chia cho 9. Bởi vì chúng ta có 6 x 3 là 18, 18 hiển nhiên chia cho 9 đúng không? Vậy vấn đề của ta là sẽ phải xử lý từ thằng P1 đến P5 này làm thế nào để chứng minh nó chia cho 9. Hiểu chưa nào? Vậy thì ta có này. P1 cộng P2 thì ta xét tổng 5 thằng này trước. Cộng P3 cộng P4 cộng P5 thì P1 nó sẽ bằng 1 này, cộng 2 P3 là bằng 6 đúng không? P4 đây, P4 ở đây ta tính nó là bằng 12. Cộng P5 là 20. Là 120, nó xem là tổng của 5 thằng này nó bằng bao nhiêu? À, em tính cho thầy em tổng của các cái số này bằng bao nhiêu? Nhớ là số chia cho 9 thì nó chia cho 3, tức là tổng cái số đó chia cho 9 đúng không? Nào kiểm tra thế nào? Nào cộng tổng vào cho thầy bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 146 này ạ. 140 mấy? 46. Ok, kiểm tra xem nó chia cho 9 không? Sao lại 146 nhỉ? Cái này là 20, 20, 141 mà. Em bị nhầm mất này ạ, em cộng 2 lần số 6 rồi ạ. Từ từ kiểm tra lại xem nào. Sao tổng này lại không chết cho 9 nhỉ? P1 cùng P2, P3, P4. P1 bằng 1 này, P2 là 2 này, P3 là 6, P4, P4 thì ghi nhầm, P4 là... không phải 12 mà phải là gì? 24 đúng không? À, kết quả tính lại cho thầy cái nào? 30 là 100, 153 đúng không? Đúng chưa? Thế hiển nhiên thì 153 này chia cho 9 đúng không? Tổng các chữ số này chia cho 9 rồi thì tổng này chia cho 9. À ok, vậy thì tổng này chia cho 9 rồi. Được chưa? Thế còn cái tổng còn lại từ P6 cho đến P2020 thì như thầy phân tích rồi. Tiếp tục này, ta có P6 thì bằng 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Hiển nhiên cái này là chia hết cho 9 đúng không? Vì 6 x 3 là bằng 18, hiển nhiên chia cho 9. Tương tự, vậy thì hiển nhiên suy ra thế từ P7 đi, nó hiển nhiên từ P6 trở đi là nó chia cho 9, là suy ra là PK này nó luôn chia cho 9 đúng không? Suy ra này, PK luôn chia hết cho 9 đúng chưa? Hiểu cái này chưa? Hiểu tại sao PK chia cho 9 chưa? Hình dung chưa? Ở đây thì chọn K là một số đại diện nhé. Với K của ta sẽ nhỏ hơn 2000. K sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 2020 và lớn hơn hoặc bằng 6. Đúng chưa? Như hiển nhiên nó luôn chia hết cho 2020. Vậy từ đây ta có này. Vậy thì thấy xét là P1 cộng P2 cộng P3 cộng P4 cộng P5 cho nó thành một nhóm, cộng với P6 cộng P7 cộng vân 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 cộng đến P2020 luôn chia hết cho 9 đúng không nào? Thì P1 đến P5, tổng P1 đến P5 thì đồng 153 nó chia cho 9, còn từ P6, P7 cho đến P2020 thì nó luôn có dạng là PK này rồi, nó luôn hiển nhiên nó luôn chia cho 9 rồi đúng không? Được chưa? Vậy thì ta có điều phải chứng minh. Câu số 4 này. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm ô. Biết rằng AB bằng A, AD bằng B, SA bằng C, SD bằng SB bằng D và góc SAC bằng 90 độ.
góc BAD bằng góc phi, gọi XY lần lượt là trung điểm của SD, SA và GE lần lượt là trung trọng tâm của SAB và ABC. Đầu tiên là chứng minh GE song song với SCD. Vậy ra nhá. Thế mà đề mà nó ra cái đề này thì cố gắng làm được hai ý đầu. Hai ý đầu. Ừ, hai ý đầu của nó cơ bản đấy mà. Khả năng em làm tốt. Tính góc. Chứng minh song song nhìn quen quen. Thì muốn chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng thì ta chứng minh nó song song với một đường thẳng thuộc mặt phẳng đó. Giờ bây giờ chứng minh GE song song với SCD. Với mặt phẳng SCD thì ta chỉ cần chứng minh là GE sẽ song song với một đường thẳng nào đó thuộc mặt phẳng SCD. Trường học trò mình mới trường ký quá, trường sống tôi. Về hình đi. Sắp chết rồi. Này, S A B C D. Thì mình hành tâm ô đúng không? Để ta kẻ luôn tâm ô vào. Tâm ô đấy là giao của hai đường chéo nhá. Đây tâm ô. Dạ. Tiếp theo này. Góc SAC. SAC là cái góc này này. Góc này bằng 90 độ nhé. Cái góc này bằng 90 độ nhưng mình chưa thể khẳng định được là SA vuông góc với mặt phẳng ABC đâu nhé, ABCD đâu nhé các em nhé. Nó chỉ khẳng định có cái góc này bằng 90 độ thôi. Yeah. Góc BAD, BAD là bằng góc phi, là nó góc này này. Đấy. XY lần lượt là trung điểm của SD. X là trung điểm của SD và SA. Đấy, XY lần lượt là trung điểm của GE lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB. Thì các em nhớ là trọng tâm của tam giác thì thầy gọi đây, ví dụ đây thầy gọi là SM đi chẳng hạn, đây này, M là trung điểm đấy nhá. M là trung điểm của AB chẳng hạn, thì cái G là trọng tâm thì nó sẽ chia đoạn SM này ra thành 3 phần. Đây. Tiếp theo, E là trọng tâm của tam giác SABC. ABC, đây. Nhớ là AO nó cũng chính là đường trung tuyến luôn. Đấy, bây giờ nhiệm vụ của ta là chứng minh GE. Đây. G với E nhé, GE song song với mặt phẳng SCD. Dạ. Vậy thì phương pháp chung chúng ta cần làm nó là chứng minh. Phương pháp chung ta làm là chứng minh GE song song với một đường thẳng mặt thuộc vào mặt phẳng SCD là được. Đấy. Chúng ta đi tìm cách chứng minh như nào. Và các em nhớ là G và E là trọng tâm nhá. Trọng tâm của tam giác.
GI này, đây, nhiều đường. Đây, cho cái đoạn này đi. Trọng tâm đang ra ABC mà thầy. ABC ở E trọng tâm đang ra ABC. ABC thì nó là đây. Đấy, chứng minh. Rồi E trong xong với thằng nào đó. Thế bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải chứng minh nó đi song song với một đường thẳng nào. Cái đường thẳng này có thể là nó sẽ phải chứng minh theo qua một đường thẳng khác nữa nhé. Có thể chứng minh theo nhiều bước chúng ta mới tìm được đường thẳng này. Thế bây giờ ta hướng của ta là sẽ tìm xem thằng GE liệu có thể song song với thằng nào trước, có thể song song với được đường nào trước. Mình cứ đi dự đoán từng bước một như vậy. Thế theo em, theo cái phân tích trên hình như chúng ta có thể dự đoán xem là GE có thể song song được với đường nào. Nhớ là G và E là trọng tâm nhé. Trọng tâm thì nó có cái tính chất nó chia đường trung tuyến ra thành 3 phần bằng nhau đúng không? Đúng chưa? Giả sử thì chúng ta, nếu mà nó chia theo tỷ lệ thì ta nhớ ngay đến cái định lý Thales nhé. Nó chia các đoạn thẳng theo tỷ lệ thì ta nhớ đến cái định lý Thales mà ta học, định lý Thales ở trong hình học phẳng ấy. Lúc đấy ta có thể là ghi là BG chẳng hạn, BG trên BI chẳng hạn. Có thể có phải bằng BE không? Nhìn thấy ngay nó đều có chung gốc B đúng không? Có chung điểm B đây. BE trên BO đúng không? Và bằng bao nhiêu? 2 phần mấy? 2 phần 3 đúng không? Nếu mà có cái tỷ lệ này thì mình đương nhiên mình chỉ ra được GE thì song song với đường nào? GE song song với đường nào nhỉ? Song song với đường nào? Song song được với FC. GE song với IO hả? Ờ, IO đúng rồi. Đấy. Song IO song song FC. Đúng rồi. IO lại song song với gì? FC chính xác. Vì sao IO lại song song với FC? Đường trung bình mà tam giác. À đúng rồi, IO lại song song với FC. Mà SC lại thuộc đâu? Thuộc SCD đúng không? Đúng chưa? Ok, theo tính chất bắc cầu là mình chỉ ra rồi. Được chưa? À, vậy tương ra có lời giải của IA như sau. À, theo bài ra, ta có BG trên BI bằng BE trên BO và bằng 2 phần 3. Được chưa? Các em có thể giải thích là vì GE là trọng tâm. À, từ đây suy ra được điều gì? Theo định lý Thales thì ta suy ra được gì? Theo định lý Thales. Cho tam giác nào đây? BIO đúng không? Thì ta thấy suy ra được là BIO hoặc BOI cũng được, ok. Suy ra được GE song song với IO. Được chưa? Mà IO lại song song với nào? SC đúng không? Ta để giải thích là vì IO là đường trung bình của tam giác nào nhỉ? Của tam giác gì? ASC đúng không? ASC. Mà SC
lại là thuộc vào mặt phẳng SCD. À, vậy từ các cái yếu tố này suy ra GE song song với SCD. Được chưa? Đấy, ta có chứng minh thì xong ý ra rồi. Nào, tiếp theo ta làm ý B nhá. Tiếp chúng ta làm theo ý B. B của nó là tính góc SCA. Đây, tính góc SCA. SCA, đây tính góc này. Đấy. Giờ các em suy nghĩ xem là tính góc này như thế nào. À, ta thấy góc SAC nó nằm trong cái tam giác vuông SCA đúng không? Nó nằm trong cái tam giác vuông, nó trong tâm các cái tam giác là SAC vuông tại A đúng không? Thì góc SAC này có rất nhiều cách tính này. À, nó để tính cho tang nhá. Tang của góc SCA thì bằng đối trên kề đúng không? Thì mình có thể tính được nó là bằng SA trên AC đúng không? Chưa? Thì SC nó là cạnh huyền rồi, ta ở đây ta nên dùng một tang, bởi vì tính SC nó tương đối khó, nhưng mà tính SA, SA và AC ta có thể tính được. Thế nhiệm vụ của ta bây giờ tính độ dài SA và độ dài AC thôi. Nào, suy nghĩ xem cách tính như nào. Nào, chúng ta biết rồi, theo giả thiết thì SA nó bằng cái gì rồi? SA bằng C. SA mà. Theo giả thiết đề nó cho, em kiểm tra lại xem nào. Đề nó cho là SA bằng C mà. AS bằng C đúng không? Thì nó chính là SA, phải chưa? Bây giờ chúng ta nhiệm vụ thì tính nốt AC thôi. Thì AC chúng ta sẽ phải gắn nó vào một tam giác. Thì các em chú ý này, AC nó nằm trên đường chéo của, nó chính là đường chéo của hình bình hành ABCD đúng không? Nên bây giờ sẽ gắn AC vào tam giác. À, một tam giác nào. Bây giờ bởi vì AC nằm trên đây thì chúng ta thông thường ấy, những cái bài toán bình thường thì chúng ta thường gắn vào một tam giác vuông đúng không? Tuy nhiên thì khi mà học lớp 10 rồi, chúng ta đã học định lý sin và cosin rồi, định lý cosin, đặc biệt là định lý cosin đã có thể gắn được vào một tam giác bất kỳ. Đúng không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ gắn AC vào tam giác AC thì ta có thể gắn vào tam giác là ABC cũng được. Đúng chưa? Vì tam giác ABC ta biết được cạnh nào rồi. À, tam giác ABC thì biết được cạnh nào rồi. Biết được AB bằng gì rồi? Bằng A rồi đúng không? Đúng chưa? BC, BC thì nó chính bằng AD. À, và nó bằng cái gì? B đúng không? Vậy là gắn được rồi. À. Thế nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ còn nhớ định lý cosin không? Nào, còn nhớ định lý cosin không? AC bình là bằng gì? AC bình bằng gì? Có phải bằng AB bình cộng với BC bình trừ đi 2AB
nhân BC nhân cốt của góc xen giữa hai cạnh AB và BC là cốt của góc nào? Cốt góc B đúng không? À, góc ABC. Đấy. À vậy thì bài toán lúc này của chúng ta là vậy thì cốt của góc góc ABC này bằng bao nhiêu độ? Vấn đề ra là đi tìm cốt của góc ABC này bằng bao nhiêu độ? Thế các em có tìm được cốt góc ABC không? Thì muốn tìm cốt góc ABC thì các em nhớ là mình phải gắn vào các cái góc mà đề nó cho nhá. Thì ở đây đề nó cho là mình nó cho một cái góc nào nhỉ? Góc à đây nó cho góc BAD phi. Đề nó cho đề cho góc BAD phi đúng không? Thế bằng góc phi này, thế từ hai góc này, từ góc phi này có thể chỉ ra được góc ABC không? À, theo em từ góc phi này có thể chỉ ra được ABC không? Làm thế nào từ góc phi này biểu diễn được qua góc ABC? Nào, có phát hiện ra làm thế nào để biểu diễn được góc ABD này qua góc phi không? Thì ở đây chúng ta nhớ này, ABCD nó là hình bình hành đúng không? Nên nó có AD song song với BC đúng không? Mà theo tính chất hai đường thẳng song song thì hai góc trong cùng phía tổng của nó sẽ bằng bao nhiêu độ? 180. Ờ, tức là góc ABC cộng góc BAC BAD sẽ bằng 180 đúng không? Mà góc này mình biết nó bằng gì rồi? Phi đúng không? Theo đề ra nó bằng phi đúng không? À, vậy thì suy ra góc ABC sẽ bằng bao nhiêu? 180 độ trừ phi. Thế được ra rồi còn gì nữa? Tính được góc này, tính được cạnh AC, tính được AC lắp vào đây thì tính được tan. Hiểu cách làm chưa? Vậy thì khi mà phân tích đến đây rồi thì chúng ta sẽ phải đoạn thế. À, vậy thì lời giải của nó như sau này. Nào, theo bài ra, theo giả thiết ta có tang của góc SCA sẽ bằng SA trên AC. Em có thể mở ngoặc là vì tam giác SAC vuông tại A. Nha. Bây giờ chúng ta phải tính SAC đúng không? Thế thì chúng ta sẽ phải gắn nó vào tam giác thì ta sẽ phải xét tam giác ABC có này. Thì bây giờ các em nên trình bày cái phần góc này trước này. Đây thôi được rồi, ở đây chúng ta sẽ trình bày từ dưới trước lên trên nhé, trình bày sau theo ngược cái phân tích của chúng ta đi. Ta sẽ trình bày là vì ABCD là hình bình hành, đây, suy ra AD song song với BC, vậy thì hiển nhiên suy ra góc ABC sẽ bằng 180 độ trừ góc BAD đúng không nào? Và bằng 180 độ trừ đi góc phi. Dạ, đấy là cách chúng ta trình bày nhá. Ở cái phía bên này thì hướng dẫn cách chúng ta phân tích một bài toán nhá. Khi mà phân tích ra thì thường thường với bài toán hình chúng ta phân tích theo chiều ngược, người ta gọi là suy luận ngược ấy, tức là từ kết luận quay về giả thiết. Sau đó khi trình bày thì trình bày ngược lại nhé. Khi trình bày chúng ta sẽ trình bày theo chiều từ dưới lên này. Được chưa? Được chưa? 180 độ chỉ đi phi. À, tiếp theo thì ta sẽ đến tiếp theo là đến dòng xét tam giác ABC. Xét tam giác ABC. Xét tam giác ABC thì theo định lý Cauchy ta có AC bình
thì bằng AB bình cộng BC bình trừ đi 2 lần AB nhân BC nhân cos của góc B, đúng không? Tôi đã thấy cos của góc B chính là góc ABC nhé. Rồi, tính nữa chúng ta vào trình bày tiếp nha. Bây giờ chúng ta chỉ việc thay số vào thôi. AB AB thì chúng ta AB là bằng A bình này, BC thì bằng B bình này, trừ đi 2 lần AB nhân cos của 180 độ trừ phi. Cos của 180 độ trừ phi thì nó chính bằng gì? A bình cộng B bình này trừ 2AB nhân cos của góc phi luôn, đúng không nhỉ? Cos 180 độ trừ đi phi thì bằng cos phi. Thế thì ở đây chúng ta chú ý là vì cái cos phi này nó không cho một số cụ thể nên là chúng ta sẽ để nguyên nó là cos phi nhé. Vậy từ đây ta suy ra AC của ta nó chính bằng căn của A bình cộng B bình trừ 2AB nhân cos phi. Từ đây ta sẽ có là tan của góc SCA nó chính bằng C trên căn của A bình cộng B bình trừ 2BC nhân cos phi. Thế là và ở đây nó đề nó yêu cầu tính góc SCA thì các em chỉ ra nó luôn nhá, vì ở đây nó không ra góc cụ thể thì nếu không ra góc cụ thể thì ta chỉ dùng gì thôi, arc tan, đúng không? Nó chính bằng arc tan ARC arc tan của S của cái biểu thức ta vừa tính được là C trên căn A bình cộng B bình trừ 2BC nhân cos góc phi. Đó. Đấy, đấy là lời giải chi tiết của ý B. Thế nào? Các em trình bày xong chưa? Xong rồi chúng ta sẽ chuyển tiếp sang ý C. C là gọi C gọi F là trung điểm của XY kéo dài AF cắt SD tại K và H là trọng tâm của tam giác BCD chứng minh rằng mặt phẳng GHK song song với SBC. Từ đó tính chu vi của đa giác thiết diện được tạo ra khi cắt hình chóp đã cho bởi mặt phẳng GHK. Mà bây giờ các em sẽ vẽ hình trước đây nào. Nào chúng ta tiếp tục nào. Và F là trung điểm của A AX. Đây. F là trung điểm của AX là trên lực của XY kéo dài AF cắt SD tại K.
cắt SD tại K, gọi H là trọng tâm của tam giác BCD. Chứng minh rằng mặt phẳng GHK, GHK song song với mặt phẳng FBC. GHK song song với mặt phẳng SBC. SBC. Đấy, nó nhìn thấy hình chưa? Chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách chứng minh mặt phẳng GHK song song với mặt phẳng FBC. Nào, các bạn nào nghĩ ra cách chứng minh bài này chưa? Ở đây mục đích của ta là chứng minh mặt phẳng GHK song song với mặt phẳng FBC. Thì theo nguyên tắc mà ta hay gặp trong lý thuyết chứng minh, đó là ta thường là chứng minh hai mặt phẳng song song, thì ta thường ví dụ chứng minh mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng beta chẳng hạn, thì ta thường chứng minh là alpha song song với đường thẳng A, alpha song song với đường thẳng B, và hai đường thẳng AB này lại cắt nhau. Và một điều kiện quan trọng nữa là đường thẳng A và đường thẳng B lại thuộc mặt phẳng beta. Đủ các cái dữ kiện này thì người ta sẽ chỉ ra là alpha song song với beta. Thế là theo lý thuyết trong sách giáo khoa người ta hay nêu như vậy. Tuy nhiên ngoài cái chứng minh này, chúng ta còn nhớ là trong tính chất về mặt phẳng song song, chúng ta còn có một cái nó liên quan đến định lý Thales nữa. Đấy, chúng ta có hai cách định lý Thales trong không gian, thì cũng có thể giúp chúng ta chứng minh hai mặt phẳng song song. Thì đối với cái bài này ấy, nếu như ta áp dụng cách thứ nhất, ta tìm các mặt phẳng, các cái đường thẳng mà song song với mặt phẳng FA, SBC thì tương đối khó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nếu như ta giả sử đấy, chúng ta dùng theo cách hai này, chúng ta tìm hai đường thẳng mà cắt nhau từ mặt phẳng SBC mà song song với mặt phẳng GKH, thì ở đây nó, vì ở đây chúng ta chú ý này, vì ở đây điểm K này được tạo bởi là AF cắt với SX, SD, SX, SD. Thế thì ở đây chúng ta sẽ hướng về, chúng ta sẽ sử dụng cái định lý Thales để chứng minh hai mặt phẳng song song. Tức là ta sẽ chứng minh mặt phẳng GHK mà song song với một mặt phẳng alpha nào đó, mà phẳng alpha này lại song song với SBC. Phẳng alpha mà dễ dàng chứng minh nó song song được với SBC thì là được. Thì ở đây chúng ta chú ý này, mặt phẳng SBC là cái mặt phẳng này này. Mặt phẳng SBC ấy, thì ta thấy là theo phân tích trên thì ta thấy là có IO đúng không? IO song song với SC rồi. IO song song với SC. À, lại có IX, vì theo giả thiết Y và X là đường trung bình của tam giác, là trung điểm của SA và SB, nên nó sẽ là đường trung bình của tam giác SAD đúng không? Vậy thì IX nó cũng sẽ song song với BC. Đương nhiên là nếu từ đây ta sẽ chỉ ra rõ ràng là IO này sẽ song song với mặt phẳng SBC rồi, đúng không? IX cũng song song với mặt phẳng SBC. Đó. À, vậy thì hai điều kiện này hoàn toàn suy ra là cái mặt phẳng OXY, OXY
song song với mặt phẳng SBC. Liệu ta có thể chứng minh được mặt phẳng OXY này? Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu có thể chứng minh được mặt phẳng OXY mà song song với mặt phẳng GHK hay không? Đó. Thì liệu ta có thể chứng minh được mặt phẳng OXY liệu song song với mặt phẳng GHK hay không? Chúng ta đã chỉ ra thì theo cái như giả thiết mà chỉ ra ấy, thì điểm G và điểm H lần lượt là trọng tâm đúng không? Nên chúng ta sẽ có thể chỉ ra một cái tỷ lệ sau này. Chúng ta có thể chỉ ra một cái tỷ lệ. Đây là thì chúng ta có cái tỷ lệ sau này, chúng ta có thể chỉ ra được cái tỷ lệ là vì G và H là trọng tâm thì ta có thể chỉ ra tỷ lệ là GY trên IB. Đương nhiên nó phải bằng OXY OH trên OC. OC đúng không? OH trên OC. Thế là tức là ta sẽ chỉ ra được GH song song với XU. Cái này bằng 1/2, à 1/3. Được chưa? Thế thì chúng ta cần tìm thêm một tỷ lệ cặp nữa. Bây giờ nhiệm vụ của ta sẽ phải tìm thêm một tỷ lệ cặp nữa. Cặp còn lại ta là chứng minh GK xong à, chứng minh dẫn đến là chứng minh được AK mà song song với cạnh còn lại của mặt phẳng khối Y. Ở đây ta chỉ ra được IO song song với GH này. Từ cái này ta có thể chỉ ra được IO này. IO song song với GH. Đó, bây giờ chúng ta chỉ ra được chỉ ra thêm một cặp nữa, đó là AK liệu có song song được bây giờ nào. Bây giờ chúng ta sẽ phải xác định xem là ở đây nó sẽ xoay quanh điểm K này đúng không? Thì nếu mà ta chỉ ra được cái tính chất sau này, nếu mà ta chỉ ra được cái tỷ lệ XK trên XS mà cũng bằng 1/3 nữa là ta sẽ chỉ ra được ba mặt phẳng này song song theo định lý Thales trong không gian. Ta sẽ chỉ ra được mặt phẳng OXY song song với mặt phẳng GHK. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ tìm cách là làm thế nào để chỉ ra được XK trên XS song song với bằng 1/3. XK trên XS bằng 1/3. Tức là điểm K này sẽ chia đoạn này ra làm 3 phần. KX sẽ chiếm 1 phần và đoạn này sẽ chiếm 2 phần. Đoạn này chiếm 2 phần. Thì nếu giả sử thầy gọi thằng này có một cái trung điểm là trung điểm P chẳng hạn. Trung điểm P thì tức là ở đây nó sẽ có một điểm P. Thế thì đoạn thì từ nha, thầy nối lại cái đoạn này nha, IP này. IP có song song được với AK không nhỉ? IP Y là trung điểm của SA. À được, IP sẽ song song. IP nó sẽ là đường trung bình của tam giác SAK. Đường trung bình của tam giác SAK tức là suy ra IP mà song song với đường này. IP mà song song với AK thì tức là IP sẽ song song với KF. IP song song với KF ở trong các PXY này. Đúng rồi, xong rồi. Thì cái đoạn này ta sẽ chứng minh đoạn này bằng đoạn này. Đúng chưa? Suy ra tỷ lệ. Thấy chưa?
Ra chứng minh được hai đoạn này bằng nhau này. Chỉ ra được hai đoạn này bằng nhau. Ở đây đúng rồi. Thế thì khi đó ta sẽ có xk trên xs thì bằng 1/3 này. Lắp nốt vào đây kết hợp với thằng này nữa. Thế là chứng minh được mặt phẳng OI song song với mặt phẳng GHK. Thấy chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi viết lời giải cho bài này như sau này. Nó hiểu cách chứng minh thế nào? Thế thì ở đây thầy sẽ gọi P là trung điểm của PK, SK nhỉ? P là trung điểm của SK, của đoạn SK này. Đấy, từ đây ta suy ra là PI là đường trung bình của tam giác SAK. Vậy thì suy ra PI song song với AK. PI song song với AK. PI song song với AK. Tức là PI mà song song với AK thì cũng suy ra được luôn là PI. Suy ra PI sẽ song song với FK. Đúng không? PI mà song song với FK. Vì F là trung điểm của IKX đúng không? Nên suy ra này. Vì F các em nhớ nhá, vì F là trung điểm của KX. Vì F là trung điểm của IX, XY. Thế nên từ đây ta sẽ suy ra FK là đường trung bình của tam giác XPI. Hình chưa? XPI. À, vậy thì từ đây ta sẽ suy ra được là đoạn PK bằng đoạn XK. Hay ta sẽ suy ra được tỷ lệ là XK trên XF nó bằng 1/3. Đấy. Chỉ ra đây đoạn này rồi. Bây giờ ta sẽ chứng minh tiếp, ta trình bày nốt cái phần còn lại này nhá. Ta sẽ trình bày nốt cái phần này lại cho thầy. Đây, bây giờ ta sẽ chứng minh cái thằng này. Đây, chứng minh thằng này thôi. Thấy chưa? Chứng minh cái thằng này. Đấy, thế thì cái mà đấy mà trình bày tiếp nhé, chúng ta trình bày tiếp cái phần này nhé, phần này này. Đấy chưa, trình bày nốt cái phần này mà ta có này GI trên IB bằng OH trên OC cũng bằng 1/3 là 2. Là từ 1 và 2 suy ra được điều này. Từ 1 và 2 suy ra xk trên xf bằng gi trên ib bằng OH trên OC và bằng 1/3. Tức là ta suy ra được là mặt phẳng ở GHK của ta song song với mặt phẳng OXY. Đấy. Thế giờ ta phải trình bày nốt cái này là được. Trình bày nốt cái này là được. Mà IO song song với FC đúng không?
SC lại thuộc mặt phẳng SBC, nên suy ra IO song song với SBC. Mặt phẳng SBC tương tự ta có IX, IX cũng song song với BC. Yeah. BC thuộc mặt phẳng SBC, suy ra IX song song với SBC. Từ đây suy ra XOY, mặt phẳng XOY song song với mặt phẳng SBC. À, sao? Hai sao. Từ sao và hai sao thì suy ra mặt phẳng GHK song song với SBC. Đấy. Yeah. Nào, hiểu cách làm chưa? Thì chưa, các em làm xong chưa? À, chúng ta đi tiếp sang phần còn lại, đó là tính thiết diện tạo được khi cắt hình chóp đã cho bởi mặt phẳng GHK. Thế thực chất ta sẽ kéo dài cái mặt phẳng GHK ra thôi, kéo dài các cạnh MHK ra xem nó cắt các cạnh còn lại ở đâu. Và đương nhiên mặt phẳng, vì cho nó chứng minh mặt phẳng GHK song song với SBC rồi thì ta cứ dựa vào đấy mà kéo nó ra thôi. Vì ta đã chứng minh được này các em, như ở trên là ta đã chứng minh được mặt phẳng GHK rồi song song với SBC đúng không, cứ từ đây ta cứ kẻ ra thôi, kẻ các đường nó song song ra thì thầy dễ dàng chúng ta sẽ kẻ được. Thứ nhất là từ H này kẻ đây, chúng ta có cái đường đầu tiên này song song với BC đúng không, từ K này kẻ một đường thẳng song song với BC, đúng chưa? Đây thì gọi là PQ có chưa, PQ MN chưa có đúng không? Đó, Q này PQ MN PQ nghĩa là nó thì tôi được rồi. M. Đấy. Thì ta dễ dàng là chúng ta sẽ có kéo dài nó ra này. Và đương nhiên ta cũng có cái đường tiếp theo là KQ này. Đấy, song song với SC này. À, thằng này kéo lên. Nó sẽ là, nó sẽ cắt ở đây nhé, nó chú ý ở đây nó cắt nhé, nên chưa chắc là nó cắt ở đây đâu nhé. Được chưa, kéo nốt cái đường này đi như thế. Tiếp theo là sẽ từ đây sẽ có một đường đằng song song với SB này đây, song song với SB, từ M này ta kèm một đường đằng song song với SB. Đấy, xong xong SB nhé, cắt SA tại một điểm bất kỳ nào đi, điểm M đi, điểm N nhé, hay ghi N này, N và thằng NK này sẽ song song với thằng BC đúng không, nhìn rất là rối mắt. Đấy, à, dễ dàng nhìn thấy ngay này, thiết diện của nó chính là, được chưa? Cái này ta chỉ kéo dài nhé, vì ta đã có chứng minh được mặt phẳng GHK là song song với mặt phẳng SBC rồi. Thế thì ta chỉ việc thứ nhất là từ H kẻ một đường thẳng song song với BC, cắt đấy nha, thầy ghi hẳn các bước thực hiện nhá. Đầu tiên này, từ H hoặc từ K cũng được, từ H đi, kẻ đường thẳng song song với BC, cắt DC tại Q, cắt
AB tại M. Sau đó thì ta có này, để từ M kẻ một đường thẳng song song với SB, SA tại N. Như vậy ta sẽ có này, MQ đương nhiên là song song với BC, MN song song với SB, KQ song song với SC và NK song song với NK này, KN song song với BC, nó sẽ song song với AD, tức là song song với BC, song song với BC. À, nếu mà NK mà song song lại suy ra này, ta có KN này, nó chính là song song với MQ, đúng không? Vậy ta suy ra tứ giác NKQM là thiết diện và tứ giác MKQN lại có KN song song với MQ nên suy ra nó chính là hình thang. Và là thiết diện và tứ giác NKQM là hình thang. Vì ở đây các em chỉ ra được KM song song với MQ này thì nó sẽ là hình thang. Vấn đề chúng ta là tính chu vi của hình thang, đúng không? Chu vi của hình thang là tổng của bốn cạnh. Đã tính thôi. Thế đầu tiên chúng ta tính hình hơi nhìn hơi khó nên chúng ta sẽ được ta sẽ tiếp đầu tính nha. À, chúng ta sẽ đi tính cạnh này. À, chúng ta dễ dàng chỉ ra được này, thứ nhất là ta có MN, MN chắc chắn nó sẽ phải đi qua điểm G, đúng không? Được chưa? MN nó thuộc điểm G. Em ở đây có chú ý này, MN thuộc G này. Bây giờ thầy sẽ tính độ dài đoạn MN này. MN thuộc G thì nó chính bằng 2 phần 3 SB. Được chưa? Vì G là trọng tâm của tam giác này, nên đoạn AG nó chiếm 2 phần, nó chia đoạn AG chiếm 2 phần nên là MN bằng 2 phần 3 lần SB. SB ta cho là bằng D rồi, đúng không? Thì bằng 2 phần 3D. Đấy là một cái. Tiếp theo là KQ. KQ song song với SC. KQ song song với SC. Rồi, mà ta cứ nhớ này, KQ song song với SC, đoạn này bằng 2 phần 3 nào. Rồi, thì vậy thì khi đó KQ cũng sẽ nằm trên, đi qua trung, thì KQ cũng chính bằng 2 phần 3 SC. Bây giờ SC, KQ chính bằng 2 phần 3 SC. Các ghi bằng 2 phần 3 SC nhé. Mà SC nằm trong tam giác vuông đúng không? Nó sẽ bằng 2 phần 3. Đó là SC nằm trong tam giác vuông và SC nó chính là hình, nó cạnh huyền đấy. Nó chính là SA bình cộng với AC bình. AC bình ta tính ở trên rồi nhá. Thay số vào đây nhá. Là bằng 2 phần 3 cộng nhân với SA của ta là bằng A bình AC bình thì nó chính bằng A đâu, SA là bằng C bình nhỉ, SA bằng C bình. Vậy thì đây là C bình cộng AC là bằng A bình cộng B bình trừ 2BC nhân cos của góc phi.
trên mới đánh đường kính nhọn. Dạ. Tiếp theo ta chỉ nốt cho thầy là đoạn NK. NK thì nó sẽ phải bằng 1/2 xy. 1/NK. NK nó không xong đây là một phần. À, chú ý tiếp là NK, NK ở đây chúng ta là AD luôn đi. AD của ta là bằng B, 1/3 B. Còn tiếp theo là MQ. MQ thì bằng luôn BC rồi thì nó chính là bằng luôn CTBC BD bằng nó AD rồi. Bằng B. Vậy thì chu vi của hình thang NKQM mặc tổng ba cái thằng này cộng vào nó chính bằng là MN này cộng KQ này cộng NK này cộng MQ này. Đấy, các em thay nốt số vào cho thầy nhá. Được chưa?